Thưa quý vị và các bạn, ngày 16 tháng 7 tại tỉnh Đồng Tháp đã diễn ra hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về cuộc vận động 2.0, sơ kết 3 năm thực hiện phong trào thi đua, trường học thân thiện, học sinh tích cực và tổng kết năm học 2010-2011 của ngành giáo dục. Dự hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cùng hơn 500 cán bộ ngành giáo dục trung ương và các địa phương trong cả nước. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã phát biểu định hướng các kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể của ngành giáo dục để nâng cao chất lượng dạy và học trong thời gian tới. Chỉ thị số 33 ngày 8 tháng 9 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục thường được gọi là cuộc vận động 2.0. Tính đến nay đã triển khai được 4 năm, đưa ra nhiều giải pháp trong đổi mới dạy và học, thắt chặt kỷ cương trong thi cử, tập trung hỗ trợ, giúp đỡ học sinh yếu kém. Đến nay, kết quả đạt được rất rõ ràng. Số học sinh bị đình chỉ trong kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học cả nước cũng như tỷ lệ học sinh bỏ học giảm đáng kể. Chất lượng dạy và học cũng được nâng cao, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp trong năm đầu triển khai cuộc vận động 2.0 chỉ có 67%, nhưng các năm sau đó đã tăng trung bình mỗi năm từ 8 đến 10%. Năm nay, tỷ lệ tốt nghiệp là hơn 95%. Phong trào trường học thân thiện học sinh tích cực sau 3 năm triển khai nay cũng thu được nhiều thành quả đáng kể. Với việc xây dựng môi trường sư phạm thân thiện, phát huy vai trò chủ động sáng tạo của giáo viên, tăng tính tự giác và rèn luyện kỹ năng sống toàn diện hơn cho học sinh. Sau 3 năm phát động, trên cả nước, số giáo viên dạy giỏi và số học sinh giỏi tăng đáng kể. Cơ sở vật chất, môi trường sư phạm của trường lớp các cấp trong cả nước đều được cải thiện đáng kể. 4 năm qua, ngành giáo dục đã hoàn thành và đưa vào sử dụng hơn 60.000 phòng học, hơn 20.000 nhà ở công vụ cho giáo viên. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhận định những thành tích trên là khá ấn tượng, nhưng việc đổi mới giáo dục còn chưa thực sự toàn diện. Nguy cơ căn bệnh thành tích trong ngành giáo dục quay trở lại vẫn luôn thường trực. Cuộc vận động 2.0 được làm tốt trong giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, nhưng ở cấp đại học vẫn còn rất hạn chế. Phong trào trường học thân thiện học sinh tích cực còn chưa rèn luyện đầy đủ các hoạt động tập thể và cần thiết cho học sinh. Các trường học chưa có biện pháp xử lý kịp thời và tối ưu trong các vấn đề thiên tai bất ngờ, tai nạn giao thông. Đây sẽ là những vấn đề cần được ưu tiên bàn bạc nhằm tìm các giải pháp khắc phục hiệu quả trong thời gian tới. Thưa các đồng chí, Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 11 đã xác định phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, tập trung vào việc đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục quốc dân là một khâu đột phá chiến lược để phát triển đất nước. Giáo dục và đào tạo có sứ mệnh nâng cao dân trí, phát triển nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần quan trọng vào xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện. Trong thời gian tới, toàn ngành giáo dục phải tập trung sức phát huy những kết quả đạt được, thực hiện tốt hơn nữa chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, gắn với đẩy mạnh việc thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đẩy mạnh phong trào thi đua, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Coi đây là hoạt động thường xuyên trong mỗi nhà trường, mỗi cơ sở giáo dục, thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm học tới và các năm tiếp sau. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu ngành giáo dục phải làm tốt 6 nhiệm vụ cơ bản trong thời gian tới để thực hiện thắng lợi nghị quyết 11 trong ngành giáo dục. Ngành phải đổi mới căn bản toàn diện theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Tiếp tục đổi mới quản lý giáo dục, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá để nâng cao chất lượng giáo dục. Chăm lo xây dựng đội ngũ giáo viên cả về số lượng và chất lượng, làm tốt công tác quy hoạch đào tạo nhân lực trong ngành giáo dục. Bên cạnh đó, Thủ tướng chỉ đạo ngành giáo dục cũng phải tiếp tục đổi mới nội dung chương trình học, tiếp tục phát triển cơ sở hạ tầng giáo dục, cả trường lớp và nhà ở giáo viên theo hướng chuẩn hóa, kêu gọi xã hội hóa để sớm hoàn thành mục tiêu. Ngành giáo dục cần tiếp tục quan tâm hơn đến phát triển giáo dục vùng sâu, vùng xa, làm tốt công tác ưu đãi, hỗ trợ học sinh con em gia đình nghèo, con em dân tộc thiểu số, gia đình có công với cách mạng. Hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện cuộc vận động 2.0, 3 năm thực hiện phong trào trường học thân thiện, học sinh tích cực và tổng kết năm học 2010-2011 sẽ tiếp tục diễn ra trong 2 ngày 17 và 18 tháng 7 tới.